Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Bây giờ thì nhà trai, nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu lên để hai bên cùng nghe nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Và tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hồng Quân, em 31 tuổi, em là kỹ sư kinh tế xây dựng ạ. Rồi, mình giới thiệu đi, giới thiệu hùng hồn mạnh mẽ lên. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào bạn trai bên kia. Em tên là Vũ Thị Kim Thanh, năm nay em 27 tuổi. Em đến từ Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Công việc của em là phiên dịch viên tự do, phiên dịch tiếng Trung. Bên kia là ở Đà Nẵng đúng không? Dạ. Còn Quân là ở đâu? Dạ, em hiện tại cũng đang làm ở Đà Nẵng. Ô, hay quá. Dạ. Chúc mừng luôn. Bây giờ hai bên cho biết về ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là biết quan tâm đến gia đình, sống có trách nhiệm. Ừ. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì cái gì em cũng không biết. Em không biết nhậu, em không biết hút thuốc, em không biết gai gú, em không biết phá phách. Trời ơi, bạn tế nhị ghê á, bạn tự nói về bạn một cách rất là khiêm tốn vậy đó. Trời ơi, còn em sao? Em nói coi nè. Dạ, ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Và cái khuyết điểm cũng chính là cái việc quan tâm mọi người hay nghĩ cho người khác nhiều. Đôi khi là bị thiệt của bản thân mình một tí. Thực ra cái đó là ưu điểm hết mà. Em có cái gì mà tật xấu không? Tật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Chị cũng thích nè. Và buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Em có mấy mối tình rồi Quân? Thì mối tình chính thức cũng mối tình đầu tiên, còn sau khi chia tay thì em có quen một vài bạn nữ nữa nhưng mà không có thành công. Ba chìm bảy nổi chín lên lên hả em? Dạ, người ta nói là hồng nhan bạc phận chị Hồng Vân. Biệt danh em là con đẹp trai chị. Trời ơi, anh khiêm tốn. Còn bên đàn gái em sao nè? Dạ, em về mối tình thì em có một mối tình đầu. Sau đó thì có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy mình tìm hiểu không hợp nên là cũng không có quen hay là gì hết. Trời, em có nghĩ là cái lần này em sẽ hợp không? Dạ, em cũng hy vọng lên đây là cũng hy vọng tìm được một nửa anh bên kia là có thể hợp với mình. Mối tình của em sắp tới một cái con người như thế nào? Em hy vọng là một bạn nam cao trên 1m73. 1m70 được không em? Dạ, mang giày vào chắc được á. À, ok. Rồi. Anh có nói là anh không hút thuốc là đúng tiêu chuẩn của em rồi đó. Vì em hơi ngâm rồi nên là nếu như bạn trai bù trừ anh có thể trắng một tí thì trời dễ ưa nhìn đó, ngoại hình ưa nhìn. Trời, chị nghĩ là em đó cái làn da nâu nhanh linh là quá đẹp đó, đúng không? Một người đàn ông mà gọi là đó, chân mày đậm nè, nước da bánh mật nè, chân tay lông lá nè, nhìn là thấy một người rất là mạnh mẽ. Em, cái gu của em có phải là như vậy không? Dạ, nếu như vậy thì cũng hơi giống em đó. Người ta bảo là sống nhà lương sướng nhà lông. Em từ nhỏ là hơi lắm lông, bạn bè hơi chọc á. Xin bản quyền liền, nó rất hợp với Linh. Sao vậy Dân? Thiệt. Không mỗi lần lông lá rồi Dân nhìn Linh vậy. Trời ơi, cái đó là đặc trưng về bản quyền của Linh. Có trong tươi, trong trắng, trong lỏng. Tội lắm em, một lần xé là nát da nát thịt á. Ủa em? Dạ, cái này là tự nhiên, thế là em mới nói. Đâu có đâu, rất là đẹp Linh, Vân nói thiệt. Vân rất thích những cái người con gái nào mà cái lông tay nhiều á, mà ép vô như này đẹp lắm. Đẹp lắm. Thiệt. Coi bên đây có không? Có không? Có ít à. Trong lỏng đi. Có. Có hả? Sống vì lương đó. À, đủ xài phải không? Em có muốn người đàn ông đẹp trai không? Cái đấy là yêu cầu. Đẹp trai cỡ như Nu Phước Thịnh đấy. Tôi qua bên đây có phải Nu không? Nu. Dạ, em chào chị. Chào em. Mày cũng đúng Nu Nu à? Không, cái này là một cái gì đó, không phải là Nu nhưng mà là cũng... Em cứ tự soi kiến em đi, em thấy cái mặt bạn trai bên đây liền à, ngộ lắm. Ồ. Em cũng đi tìm như vậy đó, tìm tướng giống mình đấy mà. Bên đây không có giống Nu, có thêm dấu sắc nữa. Nú à? Nú. Dựa vô đâu mà ông nói người ta là nú. Sáng hơn. Đây là nhìn đây, mặt sáng hơn, chín chắn hơn. Dạ. Em không thích con gái điều gì? Em không thích con gái mà hơi chơi bời quá. Em thích những người con gái mà người phụ nữ của gia đình ấy chị. Tất cả những cái điều kiện mà em mong muốn ở cô này chị thấy là Được hết rồi đó. Được đúng không? Nhưng nhưng chỉ có điều cô không có đẹp thì sao? Dạ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn đi. Có nghĩa là nãy giờ những cái gì mà về tính cách á là em đồng ý rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà khuôn mặt xấu cũng chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Súng hai cái răng nữa. Thì em về trong răng giả chị. Vô trong răng giả luôn. Dạ ok. Hỏi chuyến người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đến chương trình cùng với mẹ em và một vài người bạn thân. Rồi xin chào cô. Chào gia đình đàn gái. Dạ con chào cô. Xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chương trình này bản thân tôi theo dõi lâu lắm mà thấy bên trai là chàng trai rất là tuấn tú, khôi ngô. Dạ. Vậy con mẹ khuyên con thì tự con quyết định. Mẹ khuyên con là tự con quyết định. Mà chị thấy hai trẻ giống nhau không? Có nét giống nhau đúng không? Phu thê đó chị. Chỉ có điều cô dâu bị súng răng uổng quá. Gái hơi bị xấu xí. Ủa còn em đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với anh họ và bạn của em ạ. À anh họ ơi, anh họ thấy cái cô dâu súng răng này thế nào anh họ? Kính thưa chương trình, kính thưa chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, anh thấy em gái này cũng được, dễ thương đấy. Không, em gái này có cái răng khảnh mà giống như kiểu mẹ em ấy. Dạ. Người thân cũng đã góp ý kiến rồi, hai trẻ sẽ gặp mặt rồi từ từ rồi cái gì tới nó tới ha. Mở rào. Bắt đầu đi Quân. Đó. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà tặng anh. Nhưng mà trước tiên em muốn hỏi anh một câu là anh có biết điều không? Có. Có, món quà này của em muốn tặng anh là để cho anh. Đây là hạt điều. Em muốn hỏi anh ấy trước, bởi vì để xem là anh ấy phản ứng thế nào. Rồi, cảm ơn em. Trời, tôi nghe tôi sốc liền á. Nhưng mà mở ra hạt điều tôi giật mình, tôi thấy vui. Đó. Được. Em thấy anh có giống như những gì em mường tượng không? Nói chung là đối với em thì ấn tượng đầu tiên nó quan trọng nhất. Nên là khi mở rào rồi nhìn anh thì em cảm thấy cũng tim cũng hơi đập rồi. Hả? Dạ còn đập sao? Không em? Sao? Tim đập hả? Tim bình thường vẫn đập nhưng mà nó đập nhanh hơn một chút. À tim đập nhanh, còn em thì sao nào? Dạ em hồi hộp chị, thấy bạn rất là dễ thương và thấy bạn rất là hiền ạ. Hiền nữa ha. Đúng như là cái gì mà em tưởng tượng không? Dạ đúng 99%. Vậy hả? Chứ hồi nãy lúc mà chị nói gạt em là em có tin là thiệt không? Em biết chị thích đùa. Công việc của anh sau này thì vẫn ở Đà Nẵng hay là? Công việc anh sẽ gắn bó lâu dài ngoài đó. Anh có bao nhiêu anh em mà? Anh có một anh trai, em trai của anh. Nhà em cũng chỉ có hai người, em và anh trai. Em thích có nhà đông anh em một chút, nó sẽ vui vẻ hơn. Vậy hả? Vậy thì sau này mình sinh nhiều con đi em, cho nó đông vui. Trời anh duyên giác quá. Vậy là tốt rồi. Bây giờ mỗi đứa tặng nhau bài hát gì làm kỷ niệm đi. Đã chuẩn bị sẵn cái đơn rồi. Em muốn tặng anh một đoạn thôi. Một đoạn trong bài hát Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mở cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hay quá. Rồi sao rồi, em có hát không hay là? Dạ em thì hát không có hay lắm, nhưng mà hôm nay dịp đặc biệt thì xin phép chương trình và xin phép cô chú ở đây thể hiện một đoạn ngắn bài ca khúc Khoảnh Khắc. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mộng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, khi mùa thu xót xa cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vênh, và lòng mình băng giá, và dòng mình băng giá. Thôi được rồi. Dạ. Trời ơi, đáng lý thì đã phải cho hát được cái tới cái câu người về đây với anh đi. Chứ tự dưng đây cái bài này người ta là chung một nhà, người ta ước mơ như vậy thì ổng nó không còn có một cái lá. Thiệt tình. Nói chung là chờ em tới còn một chiếc lá luôn cũng chờ luôn. Đó. Không. Anh thực sự năm nay 31 tuổi rồi thì cái khoảng thời gian cũng rất là dài anh chưa quen ai. Và anh hy vọng ngày hôm nay em sẽ là người con gái cuối cùng mà anh rung động. Em đến chương trình này thì cũng hy vọng là sẽ tìm được một nửa của mình. Và có thể ra về sau đó thì hai người có thể tìm hiểu và có thể nhanh một chút kiếm rễ cho mẹ em. Từ 22 tháng 5, bạn muốn hẹn hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Chứ phải bấm nút để mình hẹn nhau mình uống cà phê bình thường. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Wow. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cũng đây. Nắm tay nhau đi, các bạn đã bấm nút hẹn hò rồi đó. Em xin phép được tặng thêm một món quà cho bạn. Và hy vọng em sẽ thích món quà này. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thực sự luôn á. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Wow. Trời ơi, nói cảm xúc liền cho, nói cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm xúc sao nè? Thật sự là em quá bất ngờ về cái món quà của bạn Nam tặng. Cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu thị nhiều cái nữa, nên là em tạm thời em chưa dám đeo, em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn được, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Đẹp lắm. Cứ cố giữ lấy những cái cảm xúc thế này. Và hai đứa làm sao hiểu nhau nhiều hơn, để những cảm xúc này thăng hoa đi đến một hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó cũng là điều mà cả gia đình và tất cả mọi người mong muốn nha. Anh có thằng bạn á, cũng có tật xấu giống em. Nó thế mà nó giận cái gì hay nó làm được gì nó giận, nó trốn. Mà nó chuyên môn trốn trong toilet. Đó mới là tật xấu. Rồi đi làm ngành điện thì có hay bị điện giật không? Dạ, về cái ngành của em thì em bị điện giật hoài. Trời ơi! Em bị điện giật hoài. Trời ơi! Lúc đó là em bị điện giật nhiều quá và em quyết định là bỏ công việc về nhà luôn. Em giật khoảng bao nhiêu lần rồi? Dạ, nếu như mà giật nhẹ nhẹ thì nhiều lắm ạ. Còn giật mà nặng thì không có ạ. Tức là bị giật nhẹ nhẹ nhiều hả? Dạ. Bữa nào đi khám bác sĩ lần bữa nha. Con trai thì xây nhà, còn con gái thì xây tủ ấm. Tiền bạc thì chắc là thời dư hết. Tháng cho tiền cà phê với đổ xăng xe là được rồi. Ôi, biết thương ghê không? Thương trời ạ. Rồi, xin mời gia đình nhà gái. Rồi, chào cô bé xinh xắn. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và toàn thể quý vị đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thủy, em năm nay 27 tuổi, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Hồng Vân, chào bạn cùng chơi và em xin chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây và đang xem chương trình. Em tên là Võ Đức Trường, sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Năm nay em 28 tuổi. 28 hơn bên kia 1 tuổi. Cái công việc hiện nay em đang làm gì? Dạ, em đang làm bảo trì điện cho một công ty trên địa bàn ở quận 9. Em gái cho bên đàn trai biết về ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em hòa đồng vui vẻ. Khuyết điểm của em là em hơi lười. Khuyết điểm khác cũng là em nức ướt. Có nghĩa là bộ phim người ta là chỉ khóc những cái lúc mà cao trào nhất, còn em là chỉ cần cảm động là em khóc từ đầu tới cuối. Rồi, mời em trai. Dạ, cái điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng. Dạ, em không hút thuốc mà em biết nấu ăn cũng hơi bị ngon. Em có mít ướt không cưng? Dạ cũng hơi hơi chị ơi. Trời ơi, rồi coi phim có khóc từ đầu đến cuối không nè? Dạ chắc là em khóc vào cái điểm cuối thôi chị ơi. Cái lúc mà cao trào thì em mới khóc thôi à. Nói chung hai đứa về giận nhau ngồi khóc thôi. Em có tật xấu gì không vậy cưng? Dạ cái tật xấu của em thì nhiều lắm chị ơi. Dạ ví dụ như là em được nghỉ vào những cái ngày mà cuối tuần thì chắc em ngủ từ sáng tới chiều vẫn được. Nhiều khi mà em căng thẳng quá thì có thể là em đi đâu mất tiêu cũng nên. Hay trốn. Trốn đi đâu? Dạ ví dụ như trong công việc thì em sẽ trốn đi chỗ nào đó người ta ít tìm được em nhất. Trong cuộc sống thì em đi biển hoặc đi đâu xa xa xíu. Ồ, vậy cũng phải tật xấu em ơi. Anh có thằng bạn á, cũng có tật xấu giống em. Nó thể mà nó giận cái gì hay nó làm được gì nó giận, nó trốn. Mà nó chuyên môn trốn vô toilet. Đó mới là tật xấu. Đường tình duyên bên đàn gái sao nè? Dạ hiện tại là em đã trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình thứ hai thì là thời sinh viên. Và mối tình thứ ba thì là cách đây 2 năm. Thì em quen bạn đó cũng được khoảng 1 năm. Xong sau đó thì bạn đó quay lại với người yêu cũ. Rồi mời em trai. Dạ em thì em có 2 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là gắn với thời sinh viên. Rồi mối tình thứ hai của em là cách đây 1 năm rồi. Yêu mấy năm? Dạ tầm cỡ 3-4 tháng thôi ạ. Ồ vậy cũng ít quá. Nói chung là tình yêu của em cũng chưa sâu sắc gì lắm đúng không? Dạ. Bây giờ mình tính tới tương lai đi. Dạ. Em mong muốn có một cái người yêu lý tưởng của em như thế nào để cùng đồng hành với em trên suốt cả cuộc đời luôn? Dạ thì cái người yêu lý tưởng của em thì chắc em không có mộng cao sang rồi ạ. Thì hiện đại và pha chút truyền thống là được rồi. Cái người nói mà một chút hiện đại pha lẫn truyền thống mới khó đó. Em tưởng tượng cái người bạn gái bên đây như thế nào? Dạ thì qua cái giọng nói và cách mà bạn chia sẻ thì em nghĩ là bạn này cũng có một chút gì đó gọi là hiện đại một tí. Tóc dài hay ngắn? Em nghĩ là nếu như bạn ấy thì chắc là tóc hơi dài xíu. Không, hiện đại phải tóc ngắn. Truyền thống như Hồng Vân là tóc dài. Chị nhìn em thì thấy em có vẻ là một người hơi tình cảm, hơi yếu đuối một chút xíu đúng không? Dạ đúng rồi, em sống thiên về tình cảm. Hồi nãy em nói là em khóc đoạn cuối, chị không có tin đâu. Chị nghĩ là chắc em khóc từ đầu đến cuối đó. Khóc trước bên kia luôn á. Trong cái ví dụ như thường á, hai người mà yêu nhau rồi gây lộn với nhau á thì em có khóc không? Dạ thì có một lần em níu kéo không được là em khóc. Trời, tội nghiệp không? Dạ. Anh cũng có thằng bạn mỗi lần nó giận phụ nữ nó cũng trào mà không trào nước mắt, nó trào nước miếng. Anh thiệt tình, người ta đang vô melo mà thiệt á, anh chọt vô cái rốc liền. Rồi đi làm ngành điện thì có hay bị điện giật không? Dạ, về cái ngành của em thì em bị điện giật hoài. Trời ơi! Em bị điện giật hoài. Trời ơi! Hoài luôn hả? Dạ. Mỗi lần bị điện giật rồi có khóc không? Dạ, không đâu ạ. Cái lúc đờ hết lấy gì khóc? Khoảng thời gian mà lúc em mới chia tay mối tình đầu tiên á, thì lúc đó là em bị điện giật nhiều quá và em quyết định là bỏ công việc về nhà luôn. Em giật khoảng bao nhiêu lần rồi? Dạ nếu như mà giật nhẹ nhẹ thì nhiều lắm ạ, còn giật mà nặng thì không có ạ. Tức là bị giật nhẹ nhẹ nhiều hả? Dạ. Bữa nào đi khám bác sĩ lần bữa nha, kiểm tra lại toàn thể cơ thể coi sao. Anh bị điện giật có 2 lần mà anh cũng khùng rồi đó. Nói chung đó là gì nè, bên đây là tình cảm nhẹ nhàng hư sinh. Để tôi xem bên đàn gái coi. Trời ơi, dạ. Dễ thương vậy trời. Đó. Em biết sửa điện không? Nghe không, điện. Vì em biết sơ cứu người bị giật điện không? Chắc em phải về học. Phải học nha. Chứ nếu mà không mà sơ cứu không biết, người ta bị điện giật rồi rờ vô nó giật là cái người sau mới là mệt đó. Em nghĩ là cái đối tượng bên đây á, anh ấy như thế nào? Tại vì hồi nãy bạn đó có chia sẻ là bạn đó có một tật xấu là ngày chủ nhật ngủ có thể là ngủ từ sáng tới chiều. Thì em nghĩ đó đúng là tật xấu. Tại vì nếu mà quen bạn gái mà ngủ từ sáng tới chiều thì thời gian đâu mà dành cho bạn gái. Không có bạn gái nó mới ngủ chứ có bạn gái dễ gì nó ngủ. Trời đất ơi. Với lại về cái vấn đề mà bị giật điện nhiều lần em thấy cũng hơi quan ngại. Cái này hơi ngại. Yên tâm, em trai bên đây là tỉnh táo lắm. Trừ khi nó trái gió trở trời thôi. Ông á nha, ông làm mối mà ông không có binh vực bên đàn trai. Mình phải nói hết cho bên đàn gái hiểu. Không, nhưng mà hồi nãy bạn có nói là đó là cái thời gian mà chia tay cái mối tình kia. Là khi mà bạn làm việc á, bạn bị lơ đãng quá là vì buồn á, cho nên mới bị điện giật. Đó, cái vấn đề đặt ra là như vậy. Có nghĩa là một người rất là yếu đuối, tình cảm. Em không thích người bạn trai của em là quá yếu đuối. Có nghĩa là con trai là phải có quyết đoán nhưng không độc đoán thôi. Phải mạnh mẽ. Ở đây chỉ yếu đuối trong chuyện tình cảm thôi. Còn công việc thì rất là mạnh mẽ. Em thấy những người làm điện là người ta mạnh mẽ lắm. Dạ em mạnh mẽ lắm. Em có quyết đoán không? Dạ có quyết đoán mà không độc đoán. Có gia trưởng không? Không độc đoán. Dạ không có gia trưởng anh. Chỉ có yếu đuối trong tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ do con người của em là sống thiên về tình cảm, cho nên cái mặt đó là cũng là cái mặt mạnh và cái mặt yếu của em. Đúng rồi. Thì em đã sắp xếp chuẩn bị cái gì cho cuộc sống gọi là hôn nhân chưa? Dạ thì em có chuẩn bị rồi chứ chị. Chuẩn bị gì nè, nói nghe. Thì cái khoảng thời gian đi làm của em á, thì em cũng tiết kiệm được một chi phí cũng ít để đủ để lo cho. Có chi phí sẵn sàng rồi, đủ để lo cho bạn tầm 2-3 năm. Giờ nhà cửa sao, hai đứa lấy nhau rồi nhắm chừng nào có được căn nhà? Dạ quê em là ở Gia Lai á, hiện tại thì em có mua được một miếng đất ở đó. Có đầu miếng đất ở Gia Lai người ta bán đó, ta vô thành phố người ta mua. Nói chung là anh cũng có chuẩn bị rồi đó, cho đàn gái yên tâm. Rồi bên hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại hội bạn thân của em. Hội bạn thân. Hội bạn thân có độc thân không? Dạ có, em lên đây thì ngoài gánh trọng trách là tìm người yêu cho em, thì em cũng phải tìm luôn cho những người bạn của em. À vậy hả? Rồi. Vậy là mấy kỳ sau là có 1, 2, 3, 4 khuôn mặt này lên đây hết nha. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn Trường, cũng như chào tất cả mọi người đang có mặt ở trong trường quay bữa ngày hôm nay. Mình phải cho nhau cơ hội ở đây chương trình để có thể tìm hiểu nhau, quen biết nhau hơn nữa. Mong Thủy và Trường hãy cùng nhau cho nhau cơ hội để có thể là cho tụi mình được báo hỷ sớm. Rồi sau đây là Châu có một số đôi lời cũng muốn nhắn gửi tới Thủy. Rồi. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân, chào Cưng, chào Trường. Khi mà Thủy đến đây thì mình cũng mong Thủy tìm được một cái người, một nửa còn lại của mình. Mình cũng nói với Thủy là Tết tới rồi, có bồ đi. Hai đứa ý quá vậy. Tới rồi, bạn... lạnh lắm. Hồi nãy cứ Thủy có ra ám hiệu, Thủy nói là nếu mà bạn đó mày mà thích thì mày phải dày. Mày không, mày thấy vừa vừa thì dày. Mà mày không thích thì phải như vậy. Giờ mấy đứa để sao nào? Dạ vậy. Ok. Rồi Trường đi với ai? Dạ em đi với cháu trong nhà của em và bạn em ạ. À, rồi. Dạ, cháu là tên là Thương, là cháu của chú Trường. Thì cháu thấy là chị rất là hoạt bát, khá là xinh xắn. Và với cái mái tóc ngắn thì thực sự chị là nhìn khá là cá tính. Còn về chú Trường á, thì bản thân chú thực sự là một cái người hiền lành và sống tình cảm. Cái việc mà chạy đi đâu đó thì cũng không hẳn là trốn đâu, mà là thực sự là cần một cái khoảng không gian yên tĩnh cho mình để suy nghĩ, để tìm cách vượt qua, chứ không hẳn là một cái người yếu đuối. Thực ra thì một bên hiền lành, một bên hoạt bát thì hai bên có thể là bù trừ cho nhau. Nếu như mà đến với nhau thì thực sự là cũng rất là thú vị ạ. Trời, con cháu giỏi quá nha. Đó, cháu chín chắn hơn quá là chú. Quá giỏi luôn. Chú thấy nghe cháu bên chú chưa? Số 1 luôn. Được rồi, rồi bây giờ mình mở rào đi ha. Ông thấy sao? Ok. Bên đó, ok, tôi cũng thấy ok đó. Tôi tiến tới đó. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Dạ chào bạn, mình có món quà tặng bạn. Cảm ơn anh. Đây Thủy cũng có món quà. Cái này là quà handmade, scrapbook tự tay Thủy làm. Thì nếu mà sau này mà mình có duyên hẹn hò thì mình sẽ dán hình hai đứa vào đây. Đẹp quá nha. Hình như đây là lần đầu tiên em làm cái này cho một người nào đó. Cảm ơn bạn, mình thấy rất đẹp. Cảm ơn em, sao cảm ơn bạn. Bây giờ Trường hát cái gây cái ấn tượng thế nào để gửi tặng cho Thủy với lại là chương trình, với lại là quý vị đang xem chương hình, thì em xin gửi bài Tình Đông Phương. Diệu linh ngập ngừng muốn ngôi, tiếng yêu thương sao chưa thành câu, sợ rằng đường về cũng còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vươn sầu lấy, nàng đẹp dịu dàng muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em sẽ như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàng ơi đã biết chăng anh đã yêu từ lâu. Rồi mời Thủy đáp lại đi. Vậy em cũng xin đáp trả lại bài đó là bài Nếu Em Được Lựa Chọn. Em hồi hộp quá, em quên mất lời luôn. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã dâng trao rất nhiều tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn, Và đôi khi em biết em không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời, dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận, chẳng có bao giờ em thấy ân hận. Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Rồi, mỗi quà coi người ta tặng mình cái gì nè. Trường thì làm bên điện, cái này là hồi xưa chuyên ngành của trường thì đã làm qua cái này, và trong đó thì có rất là nhiều thứ. Đẹp quá à. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện trong vòng 2 phút nha. Thì cái mà hồi nãy Trường nói là Trường hay đi trốn, cái đó là chỉ là nhất thời thôi. Có nghĩa là cái lúc mà mình chưa tìm được một cái giải pháp gì đó thì tạm thời mình sẽ né vào một bên, để mình thứ nhất là mình lấy lại bình tĩnh cho mình, và thứ hai là mình cho cái người đó có một cái khoảng không gian để người ta cũng suy nghĩ lại. Có thể là sau đó thì hai người sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Miễn đưa em đi trốn là được. Nếu mà hai đứa tiến tương lai thì sau này về mình sẽ phát triển kinh tế gia đình như thế nào? Người ta nói là con trai thì xây nhà, còn con gái thì xây tổ ấm. Tiền bạc thì chắc là thời dư hết. Tháng cho tiền cà phê với đổ xăng xe là được rồi. Ôi à, thương ghê không? Thương trời ạ. Ở trong cái quà tặng cho Trường, Thủy có viết rằng đôi khi định mệnh chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua từ ánh mắt. Yeah. Và bây giờ khoảnh khắc nó đã đến. Biết đâu định mệnh nó sẽ là ngày hôm nay. Và đôi khi định mệnh đó, tốt hay không tốt, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Bấm hay không bấm, đó cũng là định mệnh. Nào, hãy để tay vào nút bấm đi các bạn. Rồi, bấm luôn rồi đó. Thôi Linh uống cà phê đi. Bây giờ Trường đã bấm, còn quyền quyết định vẫn coi ở Thủy. Đôi khi định mệnh cũng chỉ là những khoảnh khắc thôi được rồi qua từ đôi mắt ha Thủy ha. Dạ. Nào, chúng ta vẫn hồi hộp chờ đợi xem cô ấy có bấm nút hay không. 3, 2. Một. Chúc mừng. Thủy lại làm đúng luật đó, cứ phải xuống cùng nó mới bấm. Nào hãy nắm tay nhau. Một nụ hôn đầu tiên để minh chứng cho mình bấm nút từ trái tim. Từ tháng sau trái tim mình hiện nay thế nào rồi? Dạ rung lắm anh ơi. Đẹp đôi đấy. Trường cũng dễ thương hiền. Cô gái này bản lĩnh đấy. Vân cảm giác là định mệnh cho Trường hay sao? Tại vì với cô bé này Vân không nghĩ là đến giờ này mà bạn chưa có người yêu đâu. Thực sự bạn này rất là hoạt bát, rất là duyên dáng rồi. Bạn Thủy thấy bạn xinh quá nè. Đôi khi định mệnh chỉ nằm trong khoảnh khắc của một ánh mắt thoáng qua. Và chỉ cần ánh mắt thoáng qua các bạn đã có định mệnh rồi đó. Lấy hai cái hình dáng vô đây nữa là xong. Định mệnh sẽ nằm ở đây luôn. Giữ lấy. Rồi, chúc hai đứa sớm hiểu nhau và sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Em cảm ơn chương trình ạ. Dạ, em xin cảm ơn chương trình. Nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh ha, dễ thương. Tôi rất là quan tâm đến cái quyền con người. Tôi cũng rất yêu quê hương, yêu dân tộc. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng. Và quý trọng luôn trẻ em. Thì tôi trong cái đơn tôi có trình bày đó, nếu mà dốc dáng đó, thì giống như nghệ sĩ Cát Tường. Rồi ngược lại thì chị nghĩ như thế nào? Về phía em thì em tất cả những cái điều anh nói thì là em đồng thuận. Nhà trai xin mời xuất hiện. Xin mời nhà gái. Rồi, xin chào anh. Chào nhà gái bên kia. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe, để cùng hiểu nhau nha. Rồi, mời anh ạ. Thưa quý vị đang theo dõi, đồng hành với cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi tên là Kỳ Nam, tôi sinh 1956. Tôi nguyên quán ở Kinh Vĩnh Tế, Châu Đốc. Rồi tôi thì ở Sài Gòn. Rồi tôi là tốt nghiệp đại học bác sĩ thú y. Tôi là luật gia, tôi cũng có kinh doanh. Dạ, rồi bây giờ mời em. Xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh. Rồi. Em là Nguyễn Thị Bích Hòa, năm nay 45 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên viên nghiên cứu về kinh tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho bên đàn gái biết chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đó anh Kỳ Nam. Về mặt mạnh của tôi đó, tôi rất là quan tâm đến cái quyền con người. Tôi cũng rất yêu quê hương, yêu dân tộc. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng và quý trọng luôn trẻ em. Đối với tôi đó, khuyết điểm thì cái thứ nhất á, về cái khuyết điểm về lớn tuổi. Cái thứ hai nữa, lớn tuổi đâu phải khuyết điểm anh. nhưng mà tôi cho là lớn tuổi. Cái đó không phải khuyết điểm anh ơi, có thể là cái đó mình tạm gọi là điểm yếu thôi. Lớn tuổi lấy vợ cũng có lắm, cũng là khuyết điểm. Cái khuyết điểm của tôi thì khi tôi mà lái xe trên đường, tôi gặp những người bất hạnh thì tôi chạy qua, tôi thấy rồi tôi phải đảo mất xe lại, rồi tôi xuống xe, rồi tôi cho ít tiền người đó. Cảm ơn anh. Em nói chị nghe cái điểm mạnh của em nè. Điểm mạnh của em là suy nghĩ tích cực, sống tình cảm, quan tâm đến những người xung quanh. Yếu điểm của em là hay quên, không ít đâu nhưng mà bây giờ tự nhiên quên hết. Tự nhiên quên hả? Tự nhiên quên. Anh đã có gia đình từ năm nào anh? Nếu mà kể hôn nhân không á thì có hai cái hôn nhân. Mà cái hôn nhân đầu tiên á là người vợ tôi là bác sĩ. Chúng tôi có được 3 đứa con. 3 đứa con? Dạ, bây giờ 3 đứa con tôi ở Mỹ. Rồi sau đó thì cô ta viết đơn ly hôn. Lớn nhất bây giờ nó là kỹ sư công nghệ thông tin thì nó cũng khoảng 30 mấy á. Dạ. Cách nhau cũng 2-3 tuổi gì đó. Thì thằng đó là bác sĩ. Còn Út thì đang học y khoa. Dạ. Gái Út. Còn người vợ sau đó? Tôi ly hôn, vợ trước của tôi là bác sĩ thì tôi ở vậy 5 năm. Tôi sống một mình. Rồi trong 5 năm đó tôi buồn dữ lắm. Dạ. Rồi có những lúc tôi lái xe hơi về quê tôi An Giang rồi tôi nằm ở trong xe hơi rồi tôi buồn rồi tôi nghe nhạc. Thì 5 năm sau thì tôi gặp lại một cái người bạn sau này. Lúc đó cô gặp tôi là 26 tuổi. Sống với cô này bao nhiêu lâu? Sống với cô này được 5 năm. Rồi trong cái lúc mà tôi đi Mỹ về thì sáng hôm sau cô ta ẵm con đi. Tôi phải tìm rồi tôi chở con tôi về khi mà gia đình bên ngoại biểu cứ bắt về đi. Dạ. Anh xí em nói nhỏ anh, mình bớt nói cái cảm xúc của mình với cái người cũ để cái người mới bên đây người ta buồn á anh. Đàn gái giới thiệu chút xíu về tình duyên đi. Bây giờ để đàn gái nói nha, tình trường của em như thế nào? Em đã kết hôn một lần, sau 6 năm thì chúng em chia tay. Và từ đó đến nay là 13 năm thì em chưa có một mối tình chính thức nào cả. Thì cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà có người thì họ cũng mắc cái bệnh ghen quá chẳng hạn là em cũng sợ. Mẫu người đàn ông mà em nghĩ là em sẽ đồng hành đến cuối cuộc đời mình là như thế nào? Là một người đàn ông vững chãi, ấm áp, yêu thương em như chính cái con người của em. Có cái cách đối nhân xử thế tốt với mọi người. Còn anh Kỳ Nam, anh muốn tìm một người phụ nữ để có thể làm một người bạn tri kỷ với anh trên con đường còn lại là như thế nào anh? Thì tôi trong cái đơn tôi có trình bày đó, nếu mà dốc dáng thì giống như nghệ sĩ Cát Tường. Cái mái tóc đen bồng bềnh dài giống như là ca sĩ Mỹ Tâm. Đen mà quăng quăng á, đen giận sấm đó. Ủa anh Kỳ Nam giờ anh đang ở đâu là chính? Tôi ở Sài Gòn. Sài Gòn nhưng mà anh đi về Mỹ hả? Tôi đi về. Anh là quốc tịch Việt Nam hay là quốc tịch? Ở quốc tịch Việt Nam. Xin chào nhà gái. Chào anh Quyền Linh. Chào chị. Bây giờ nè, mình cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Ví dụ hồi mà mở rào này ra đó, dạ, hai người tâm sự mà hiểu nhau á, dạ, thì khoảng chừng nào chị có thể cho bên đàn trai bước tới? Không quan trọng về thời gian nữa. Hình như là cái mối tình thứ hai là anh có một đứa con còn nhỏ. Con mối tình thứ hai là mấy tuổi anh? Cháu được 1 tuổi rưỡi, bây giờ cháu 2 tuổi rồi. Anh giỏi vậy ta? Tức là... Tôi khỏe mà, ngày nào tôi cũng đi phòng gym mà. Hơi bị very good. Cảm ơn. Tập gym hàng ngày anh hả? Tôi 6 múi ở bụng. Vậy anh hơn em nhiều lắm rồi. Em có 1 múi à? Với mối tình thứ 3 này thì anh muốn có thêm đứa con nào nữa không anh? Chưa chắc để thì hỏi. Để hỏi đó. Nếu cô ta muốn á, thì tôi cũng đáp ứng. Em tức là mình có một đứa con 6 tuổi rồi phải không em? Dạ không, em là chưa có con ạ. Sống với nhau được 6 năm là em chia tay. Anh ơi, bên đây chưa có con anh ơi. Chắc ta muốn có con á. Là em cũng rất là yêu trẻ con, nhưng mà em cũng không có ý định có em bé nữa. Với cái tuổi 45 này thì đối với sức khỏe của em nữa. Thì em không có, nếu có đẻ thì em cũng không đẻ nữa. Nhưng mà hiện nay bé 2 tuổi đó sống với anh, sống với bà xã anh. Cái cô thẩm phán mà giải quyết ly hôn vừa rồi đó thì cổ giải quyết con theo tôi. Nhưng mà cổ nói là theo luật á, thì con dưới 3 tuổi thì theo mẹ. Tạm thời bây giờ anh chưa có vợ, anh chưa có người phụ nữ để mà cùng anh chăm sóc đứa trẻ thì tôi quyết cho nó theo mẹ. Rồi khi nào mà anh thấy đủ điều kiện có người phụ nữ kế bên á, cùng chăm sóc con á, thì anh làm đơn thay đổi quyền nuôi con thì tôi sẽ giải quyết. Tức là giờ nếu mà anh có gia đình tôi thì... vẫn cương quyết bắt con tôi về. Rồi vậy là con có thể về với anh được. Vậy đi với ai? Em đi với cả bố mẹ em. Trước tiên tôi xin chào MC Quyền Linh và nghệ sĩ Hồng Vân. Thực sự là tôi đang điều trị ở viện về cái khớp, nhưng tôi trốn viện tôi về để ủng hộ cho con gái. Rồi là trước tiên tôi nhận xét về anh đây thì tôi thấy cũng rất là dễ thương. Có cái gì đó hợp vì anh cũng bên luật sư phải không ạ? Tham gia chương trình như Hòa nó không có duyên, nó học thiếu, trước kia thiếu có nửa điểm là nó cũng đỗ, nhưng mà thôi nó cũng bỏ. Đến đây là một cái duyên rồi, bấm hay như thế nào đó thì nhường lại cho hai cháu. Cảm ơn bác. Cảm ơn chương trình. Chúc hai bác khỏe ạ. Anh Kỳ Nam đi với ai ạ? Tôi đi với đứa cháu. Tôi tên là Mỹ Hạnh, cháu của cậu Kỳ Nam. Năm nay tôi 69 tuổi. Má tôi là chị thứ hai của cậu Kỳ Nam. Thì giờ tôi có những cái lời nói là cậu tôi đã cũng gian dở hai đời, nhưng mà giái trời Phật cho kỳ này kết duyên, hai người thành đạt với nhau. Cảm ơn cháu ạ. Bây giờ mở rào đi. Rồi mở rào. Anh có món quà nhân cái ngày đầu tiên mà gặp em ở trong cái chương trình này, một cái đó qua 99 bông hồng. Trời ơi. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh, nhưng mà món quà tinh thần. Rồi. Đây là một bài mà em rất là tâm đắc. Ngậm lời ru mẹ ngày xưa, bà đưa mẹ đến giấc chưa say nồng, để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru bay bồng cành diêu, thân cò lặn lội mấy chiều sang sông. Lời ru ai đỏ ngóng trông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Cảm ơn ạ. Cảm ơn em, cái bài rất là hay. Anh tiếp một bài mà hai bài đều không nghệ sĩ? Anh hát đi. Hạnh phúc ở quanh đây đâu là chuyện bất ngờ, mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu. Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa, tình yêu trong tay đó em tìm hoài hỡi em. Rồi thư đi qua lại, cây nhờ mối với mai. Anh đưa em vào phố, lựa màu áo cô dâu. Em chọn màu hoàng yến nè. Anh chọn màu hoàng quanh cơ. Thế rồi em giận anh đó. Anh xin lỗi. Hết giận chưa? Đã hết giận rồi. Rồi vương vỡ lại lành. Ngày cưới anh đưa em về bên bến mơ. Bao nhiêu ga đợi chờ thất vọng ngần ngỡ. Trọng hiền như con gái, cưới vợ xinh quá đi thôi. Hàng xóm ra xem cứ khen hoài. Hay quá. Hay. Đến đây em cũng gửi tặng chương trình bài thơ ạ. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò. Cảm ơn ekip của MCV. Ông Mai và mối tuyệt ghê. Kết duyên bao cặp nên đôi kịp đò. Bấm nút là đã hẹn hò. Lắng nghe tim đập nhịp chờ nhịp trông. Đến khi hôn thì đã xong. Vỡ òa hạnh phúc trông mong một đời. Xin cảm ơn. Hay quá. Em muốn hỏi gì vậy anh? Ừ. Em muốn hỏi anh là quan điểm thế nào để mà về tình yêu mà để nó bền vững, hôn nhân bền vững á. Anh cũng định hỏi em lại câu đó nhưng mà em hỏi trước rồi thì coi như là có cái sự hòa hợp lẫn nhau. Trong tình yêu á thì mình phải chân thành, mình phải có một cái quyết tâm là sống với nhau trọn đời và chung thủy. Người chồng cũng như người vợ theo quan điểm của anh á, vợ nấu cơm, chồng rửa chén, cùng nhau nuôi dạy con và phải có cái kế hoạch nuôi như thế nào, rồi nữa nó học ở đâu và nó làm việc ở đâu. Thì cái kế hoạch đó thì mình phải có thống nhất với nhau. Rồi ngược lại thì chị nghĩ như thế nào? Về phía em thì em tất cả những cái điều anh nói thì là em đồng thuận. Và ngoài ra thì em nghĩ là cái mà để cho trong tình yêu cũng như hôn nhân mà bền vững là phải có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau nữa. Để lắng nghe, có sự lắng nghe để hiểu nhau. Vì khi mà vợ chồng mà sống với nhau á, mà có cái bất hòa, anh là cái người chủ động làm hòa trước. Dạ. Đó, để giải quyết cái bất hòa đó. Hay cái quá. Thứ hai nữa, mình phải cùng nhau. Dạ. Tâm đầu ý hợp. Có xa một chút xíu á, thì mình cũng phải giữ gìn, mình phải bảo vệ cái tình yêu, cái hôn nhân để cho nó trường cửu, giống như là sông Hằng và núi Everest. Hết thời gian rồi. Quyết định trong vòng 3 tiếng đếm anh chị nhé. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Anh không bấm, chị cũng không bấm luôn. Dạ. Chia sẻ chút xíu tại sao chị lại không bấm nha. Tại sao vậy em? Về mọi mặt anh đều rất được. Nhưng mà em nhìn trong anh cũng như qua lời nói với cái sự trao đổi của anh thì chưa có cái cảm nhận được cái tình cảm của anh. Anh cảm nhận thế nào? Tôi cũng xin lỗi chương trình. Thì tôi cũng chưa có chuẩn bị được cái thời gian mà để mình tính những cái chuyện hôn nhân nữa. Dạ. Thật sự nói thì anh yên tâm. Hôm nay anh chị không bấm nút nhưng mà ở trên truyền hình đó, rất nhiều người cũng sẽ tìm nút bấm cho anh mà bấm nút cho chị ở đây. Cảm ơn rồi. Chương trình rất là nhiều. Chúc anh chị sức khỏe, hạnh phúc nha. Dạ. Trời ơi. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy á hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa này tối mình vẫn về chung mái nhà, như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp với em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Sao hú dữ vậy? Mời nhà gái. Đẹp quá. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào chị nữ bên kia thì em tên là Vinh. Em 28 tuổi thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. Bạn trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quyền Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Em tên là Vũ Thị Ngân ạ. Năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em có vẻ rất là chững chạc luôn á. Thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ. Từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi, cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ. Thế em sống với ai? Em sống với mình à? Lớp 9 thì em đi làm hè á chị. Thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó. Ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ theo giấy tờ thì em là quê ở Nam Định. Nhưng mà thật ra thì em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi ạ. Anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa ạ? 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp chết. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? Đi học. Đi học trường đời. Tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. Dạ. 2K2 mà nói như người lớn luôn vậy đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm, mua gì? Đồ đạc trong nhà anh. Thích là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ, kinh tế em thì khá ổn chị. Khá ổn luôn. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn. Muốn mua gì mua, nghiện mua luôn, được chưa? Cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á. Tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ sao? Ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Đâu có, đàn ông xài tiền nhiều tốt chứ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Nhưng mà xài mình có mục đích, chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ. Mình nghe ưu điểm, khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói ạ. Ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không ạ? Muốn em. Dạ em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe giọng thấy hay, hấp dẫn. Lan qua bên đây ngồi để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí. Ừ chắc phải vậy đó. Mời em qua đây ngồi. Qua đó ngồi mai làm mai cho chị Lan. Làm mai cho chị Lan chứ chị Lan ấy lắm. Em mới 20 tuổi rồi em lo gì. Trời ơi. Đó mới ấy đó. Trời, giọng hay đó nha. Giọng này dễ nhớ lắm á. Được đó. Đúng rồi. Bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Mình có khuyết điểm không? Con người thì không ai hoàn hảo rồi. Nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu. Nóng tính. Đấy là em, mọi người thì em rất là dễ gần, hòa đồng. Mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất là nhiều năng lượng. Nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê trách em hay cái gì thì em cũng cười. Không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu mà. Ai như bà Lan là tới bỏ mết bà quạo, năng lượng nó xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui. Còn bà sai bà tá quả binh mặt quạo. Sao? Nhờ dẫn chương trình chung có vui vẻ không? Hết vui. Hết vui nghỉ luôn, khỏi luôn, khỏi. Thấy Nam Định vô thấy bên đây hết vui. Giỡn đó mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có hung dữ gì đâu. Sao mình có nóng tính không? Dạ cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết? Quýnh này đương trước mặt. Quýnh này đương trước mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi chứ nói năng gì. Rồi sao được không? Em cũng có nóng tính nhưng mà khi em nóng lên em không nói. Em sẽ im lặng rồi em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ em không có. Không, bên đây nóng quýnh à. Chịu được không? Chịu cũng được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gài á mà không được thôi. Bên đây người ta kiên nhẫn lắm. Đó người ta hỏi em kìa giờ nóng tính quá đi làm sao. Dạ, nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì cùng nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó. Chứ em không muốn là cả hai im lặng thì nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó vô và lâu dần sẽ trở thành một cái gì đó không thể nào mà xả giải đi được nữa. Em ơi hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi người ta không có khả năng ăn nói thì thôi người ta im lặng. Dạ ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á họ nóng quá họ im lặng là đúng á. Họ hết nóng thì họ sẽ nói. Họ nóng nhiều hơn nữa. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị thấy là cũng may mắn lắm rồi đó, thiệt á. Đây mấy mối tình rồi anh trai? Dạ em có 2 mối tình chính thức anh. Chính thức hả? Râu ria là nhiều lắm hả? Giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, 2 mối tình đó lâu không? Một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. 5 năm sau chia tay. Mối tình đầu tiên của em lúc 5 năm là thường là hai đứa dặn nhau xong rồi hòa hợp lại. Như vậy nó kéo dài 5 năm. Cái khúc cuối mối tình đó là hai người dặn nhau 1 tháng. Lúc đó thì em vẫn chưa quen ai, nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Vô tình thì nó nảy sinh tình cảm, nhưng mà em không biết nên em tưởng nó hai người giận, nhưng mà vẫn hàn gắn lại. Nhưng mà sau thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là cô đấy có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó, làm chi người ta con gái mà người ta còn ngời kiểu đó là biểu làm sao. Mình đàn ông phải tranh thủ liền, mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ. Có cái gì thì nói liền. Dạ. Tương lai của người ta đâu có ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ em cũng thấy mình sai. Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm không? Đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái im luôn. Rồi cái mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi, như vậy là không được. Với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Mà nói chừng em chịu trả lời thôi đó. Dạ em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự, nhưng mà em là người ít nói. Đừng thích nói nhiều, mệt lắm. Càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ dạ. Mà nó vui. Nó vui nha. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Mà thôi kệ cũng phải vui, bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi. Không càm ràm nhớ. Đó, dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ. Đúng không mấy chị? Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi tôi không thích càm ràm. Không thích cũng không được. Nghe từ từ nó quen. Quen từ từ rồi nó sẽ thích. Nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi. Riết một cái coi nghe càm ràm ngồi cười thôi. Cười trừ giống như đây nè. Chắc chưa có mối tình nào đúng không? Dạ có một mối ạ. Trời ơi ra đời cũng hơi sớm. Đúng rồi. Lớp 9 rồi ra đời. Đúng rồi. Mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Yêu được nhiều không? Dạ. Lâu không? Dạ được hơn 1 năm ấy ạ. Ồ cũng lâu quá hả? Lâu đậm đó. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm trên trình trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi, nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp các bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm anh. Nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Mới lớp 10 thì chung thủy gì nói. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng nữa. Rồi, nó còn không biết đó là cái gì nữa. Bây giờ bé bên này lớn rồi, nó hiểu chung thủy là gì. Bé này còn chưa biết chung thủy là gì luôn. Trời trời ơi trời. Là gì nữa? Biết quan tâm một xíu thôi. Quan tâm, đúng dạ, rồi. Kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là trai, gọn body săn chắc, ôm fit vô trong người không ạ? Dạ. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Em nghĩ là song luân ạ. Song luân. Này song hành á. Song hành với em luôn á. Cũng được. Đây ngon á, đẹp trai đó. Nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em thì đầu tiên của em là một phụ nữ đầu tiên phải trung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Ngoại hình hả? Xinh lắm. Em có nghe bài Có ai trung tình được mãi không? Em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Bình minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi đừng nói tránh những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi thì cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi, nhưng mình phải trung tình nha. Dạ. Đừng nói có gì cái nói tôi không trung tình được mãi là không được nha. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Trung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa? Siêng năng chút chị. Bên kia là thừa siêng năng luôn. Lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế tự đúng lo rồi. Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn, năng lượng, tích cực. Dạ. Em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư, bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với lại đồng nghiệp của em. Tập gym chung luôn ha. Dạ em là đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người trường quay. Em xin chào chú Quyền Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp của Vinh. Về nhận xét cá nhân của em về phía bạn nữ, bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói, mà bạn của em thì lại là ít nói. Cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ ạ. Bù trừ, dạy cho bạn nói cũng được. Dạy nói luôn hả? Dạ dạy nói luôn, tại nhiều khi bạn ít nói á, phải cậy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi thôi, làm như nó mới thôi nôi vậy, dạy nói. Vinh à, bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo rèm qua rồi hốt bấm chuông thôi, chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm dạ. Như Lan và Điệp vậy, bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết, có một mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này sao? Tự tin lắm, bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào. Mở rào. Bắt đầu đi. Wow. Wow. Chào em. Dạ. Em cũng gửi anh một cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em rất là lanh lợi, xinh đẹp nữa. Dạ. Nói chung em rất là good. Biết nói gì. Đẹp đôi ha. Rất là đẹp đôi luôn á. Em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ đúng gu em chị. Dạ đúng gu em chị. Em chỉ một câu thôi. Gu em. Gu em. Gu rồi đó. Cái mà anh ít nói thì về em sẽ bù trừ lại được hết. Tất cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ. Nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Rồi bây giờ về ghế ngồi đi ha. Hẹn hò sao là mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? Em thấy tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần? Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Dạ. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá. Nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau. Bởi vì tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân cho nên là em cũng đi làm khá là nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Một tuần mình gặp nhau 2 lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ 2 lần cũng được ạ. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ. Tại vì em cũng thích mua sắm nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Thực sự lúc những one chat á, anh hay đi sắm tại vì nó sẽ quên đi những cái áp lực trong cuộc sống. Anh ngày mai anh sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu. Tại vì em sẽ trở thành cái khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe được không? Anh có thích nghe hát không? Lúc trước anh có học điện thanh thời gian. Trời ơi. Thì thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên như anh hát không được hay. Anh Lệ Thanh chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Thực sự là anh hát trai không có hay lắm. Dạ không okay. Sao em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tống sò bên rèm, lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, phương hoa vẫn chưa mờ lối. Em xin hết. Rồi Bến Ngân hát đi Bến Ngân. Em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì em nghĩ là khá là hot. Bài hát của Trúc Nhân ạ. Có không giữ mất đừng tìm. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say. Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôn này anh ăn cho tôi, và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nào phải công viên. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là 2 người yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Kiểu em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Bởi vì em cũng đi làm. Em nghĩ là bạn nam đi làm, bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi han quan tâm bạn nam. Thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi han lại em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, 2 người phải thủy chung với nhau. Thứ hai nữa là 2 người phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Thứ ba nữa là có chuyện gì đi nữa này tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ cái đó đúng hợp với em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Dạ. Anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ, với lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để chúng mình đến với nhau không? Thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên, cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó, thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha, nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Em xin lỗi run quá. Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay anh hơi lạnh. Anh lạnh là tại vì máy lạnh, nó lạnh quá em. Hai bạn nói với nhau đi những cái gì trong lòng mình đang suy nghĩ và mình mong muốn cái điều gì một lần nữa, rồi chúng ta đến với phần bấm nút nè. Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Vậy hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không? Dạ có. Thế thì bấm. Mình nắm nó ngược cái tay quá, anh nắm lại. Dạ. Em đợi hoài nữa. Em đợi. Hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình, nói với bố mẹ xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết. Chào gia đình và hai bác, thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài Gia Lai thăm gia đình. Em xin cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác. Có lẽ Ngân rất xúc động đúng này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi thật sự. Dạ. Một nụ hôn. Xin hôn rồi nha em. Em có sợ không? Hãy cố gắng lên chăm sóc cho bé Ngân. Cô gái này có thể làm được tất cả mọi chuyện, không cần ai hết, nhưng em hãy làm hết tất cả những gì cô ấy đã từng làm. Đừng để cô ấy phải tự làm, khi cô ấy đã tự làm thì cô ấy không cần em nữa nha. Dạ, em cảm ơn chú Quyền Linh cùng chị Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa quen nhau. Cảm ơn và đọc chức ạ. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hai đứa cứ nắm tay đi suốt cuộc đời đi các bạn. Từ từ đi thôi. Nhớ nắm tay thật chặt bạn gái nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện thứ hai.